Phần A hành chính, họ và tên Đặng Thu Trang, nữ sinh ngày 26 tháng 12 năm 2001, tuổi 22, địa chỉ Yên Khê, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội, ngày vào viện 2 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2023, ngày làm bệnh án 15 tháng 5 2023. Phần B chuyên môn, cô đấy giúp em. Phần B chuyên môn, lý do vào viện, đau bụng chuyển dạ con ước. Phần 2 tiền sử, 1 bản thân, sản phụ khoa. Về sản khoa, kết hôn năm 20 tuổi, para 1001, con thứ nhất, sinh vào năm 2021, 40 tuần, đẻ thường, khỏe mạnh, 3 cân 1. Kế hoạch hóa gia đình, không sử dụng phương pháp tránh thai nào. Về phụ khoa, có kinh năm 14 tuổi, kinh nguyệt đều 30 ngày, hành kinh 4 đến 5 ngày. Kinh đỏ sậm, lượng vừa, không đau bụng, lưng, không rong kinh, không có tiền sử bệnh lý phụ khoa, nội khoa thì chưa phát hiện bệnh lý, không có tiền sử dị ứng thuốc, thức ăn. Về ngoại khoa, chưa phát hiện bệnh lý. Về gia đình thì chưa phát hiện bệnh lý bất thường. Phần 3 bệnh sử, sản phụ mang thai lần 2, thai 38 tuần, sản phụ khám lần đầu lúc thai 9 tuần, sản phụ có tiêm phòng uốn ván một mũi. Trong suốt quá trình mang thai, sản phụ nghén nhiều, hết nghén tuần 17, không có biểu hiện phù, không bị đái tháo đường thai kỳ, sinh hoạt làm việc bình thường, siêu âm 3 tháng cuối một thai, 3 tháng cuối thai ngôi chõm, dự kiến sinh ngày 22 tháng 5 2023. Sản phụ nhập viện do đau bụng chuyển dạ. Về tình trạng nhập viện, tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, tử cung hình trứng, cao tử cung 32 cm, vòng bụng 96 cm, ngôi chõm, tim thai 145 lần trên phút, ối còn, cơn co tử cung 1 đến 2, cổ tử cung mở 3 cm. Bệnh nhân được tiến hành gây tê giảm đau trong chuyển dạ lúc 4 giờ 5 phút, sản phụ đẻ thường 5 giờ 38 ngày 15 tháng 5 2023, không có tai biến gì trước và sau sinh, sinh được bé gái 3 cân, AGA 1 phút 8 điểm, 5 phút 9 điểm. Hiện tại sau sinh 12 tiếng, sản phụ tỉnh táo, còn đau. Về khám 15 tháng 5 2023. Thứ nhất, về toàn trạng, sản phụ tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, không phù, không sốt, thể trạng trung bình, dấu hiệu sinh tồn, mạch 80 lần trên phút, huyết áp 100 trên 60 mm thủy ngân, nhiệt độ 36 độ 5, nhịp tim 20 lần trên phút, vú hình dạng bình thường, không thay đổi màu sắc da, không co kéo, không sần sùi, chưa xuống sữa, tử cung khối tròn trên khớp vệ 10 cm, ấn đau, sản dịch ra nhiều, màu đỏ sẫm, không hôi, vết mổ đường ngang trên vệ 15 cm, khô, khép miệng kín, không sưng tấy, không thấm dịch. Phần 2 khám bé, giới tính nữ, cân nặng 3 cân, chiều cao 50 cm, vòng đầu 30 cm, nhịp tim 140 lần trên phút, khóc tốt, đầu tròn, rốn khô, phản xạ sơ sinh dương tính. Phần 3 về tim mạch, mõm tim đập ở khoang liên sườn 5, đường giữa đòn trái, nhịp tim đều, T1, T2 rõ, tần số 80 lần trên phút, không có tiếng tim bệnh Bỏ qua lý. phần này đi em. Em ơi bỏ qua phần này đi. Dạ vâng, phần cận lâm sàng ạ. Yêu cầu xét nghiệm, bộ xét nghiệm cơ bản, siêu âm thai. Về tóm tắt bệnh án, sản phụ 22 tuổi, thai lần 2 tuần 38, vào viện vì đau bụng chuyển dạ tuần thứ 38, đẻ thường được một bé gái 3 cân, không có tai biến sau sinh. Sản phụ tỉnh, tiếp xúc tốt. Về con thì tỉnh, da hồng, nhịp tim 140 lần trên phút, bộ phận sinh dục và hậu môn bình thường, phản xạ sơ sinh dương tính, chẩn đoán xác định chuyển dạ. Con lần 2 thai 38 tuần, hậu sản con lần 2 thai 38 tuần, đẻ thường, hiện tại ổn định. Hướng điều trị, chăm sóc, theo dõi mẹ và bé. Em xin phép hết ạ. Bạn làm bệnh án là của Y6 hay Y4 em? Dạ bọn em là Y4 ạ. Y4.
nó lại một chút về chỗ này. Chỗ này thang điểm là thang điểm áp ga nhé các bạn nhé, không phải là thang điểm a ga đâu. Thang điểm áp ga. Cái này các bạn phải xem lại trong trong sách của các bạn nhé. Thang điểm áp ga là cái gì? Có khi các bạn còn chưa hiểu thang điểm áp ga là cái gì đâu. Thang điểm áp ga người ta sẽ đánh giá em bé vào phút thứ nhất và phút thứ năm để xem là em bé này có cần được hồi sức hay không. Như ngày xưa các bạn học tiền lâm sàng đấy, 30 giây sau khi mà lau khô em bé xong thì sẽ dựa trên những cái chỉ số, ví dụ như trương lực cơ, em bé khóc, rồi là các phản xạ, nhịp thở, nhịp tim để xem là mình có cần hồi sức bằng bằng bóng này, bóp bóng, hay là phải hồi sức thêm cả ép tim nữa, thì sẽ dựa vào cái thang điểm áp ga này các bạn nhé. Cái này phải về đọc lại cho cô nhá, không phải là thang điểm a ga đâu, thang điểm áp ga. Cô không nói về phần bệnh án của các bạn nữa. Từ chỗ này là phần khám mẹ đúng không em? Từ chỗ này, từ khám bố này, đúng không? Ừ. Cái phần vết mổ ấy là em bị ghi nhầm ghi thừa đây, sản phụ đẻ thừa. Đây là tình trạng copy paste bệnh án nhưng mà không thể đọc. Em sửa bệnh án cũ của em. Rồi, cái phần tóm tắt bệnh án này các bạn làm không được tốt lắm. Chẩn đoán xác định chuyển dạ con lần 2 thai 38 tuần là sao? Sao lại có chuyển dạ ở đây hả em? Sau sinh ạ. Bây giờ là người ta đã đẻ rồi thì mình chẩn đoán xác định là hậu sản con lần 2 thai 38 tuần, đẻ Vâng. tường hiện tại ổn định chứ Dạ không có chuyển dạ đấy em nhá. vâng. Bỏ qua đi nhá. Cái này có phải là cái bệnh án lần trước mà cô sửa cho các bạn của bệnh án Dạ trước không? em Đúng không? họ là bệnh nhân khác. Em lấy cái khung khung cũ nhưng mà em chưa sửa hết. Vẫn là bệnh nhân khác, bệnh nhân cũ là sản phụ đẻ muộn, còn đây là sản phụ đẻ thường. Yêu cầu xét nghiệm lâm sàng ở đây nhưng mà lại chẳng thấy trình bày xét nghiệm lâm sàng ở đây là cái gì cả, những cái gì đã có rồi thì các bạn phải trình bày ra đây. Ví dụ như là các xét nghiệm máu có những cái gì, công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, HIV, viêm gan B, giang mai. Đấy là những cái xét nghiệm rất là cơ bản trước khi mà người ta đẻ người ta sẽ làm. Rồi siêu âm thai lần gần nhất là như thế nào các bạn phải trình bày ra đây chứ. Cái bệnh án này quá là sơ sài. Tuy nhiên là Y4 thì cô không yêu cầu cao. Nếu mà bệnh án này là Y6 làm thì các bạn Y6 xứng đáng được học lại nhé. Sản phụ 22 tuổi lần 2. Hai lần 2 tuần thứ 38 tiền sử thế nào, vào viện vì lý do đau bụng. Chuyển dạ tuần thứ 38, vào viện vì lý do chuyển dạ thôi em ạ. Không phải sửa, cuối cùng vẫn phải sửa. Tiền sử thế nào? Có một cái form lần trước cô sửa cho các bạn rồi mà các bạn chỉ việc copy paste vào thôi. Cái này các bạn chuẩn bị chẳng chu đáo rồi nhỉ. Vào viện vì đau bụng, đẻ thường được một bé gái 3.000 gram. Quá trình chuyển dạ. Chuyển dạ có vấn đề gì không? Không có bất thường. Đấy là cô ví dụ thế. Có những trường hợp thì sẽ phải bóc rau nhân tạo, sẽ phải kiểm soát tử cung thì các bạn cũng sẽ phải ghi vào đây. Quá trình chuyển dạ không có bất thường. Không có tai biến sau sinh rồi. Hiện tại bao giờ cũng có cái câu này. Hiện tại ngày thứ mấy? Giờ thứ mấy, nếu mà là ngày thứ nhất thì các bạn sẽ phải lưu rõ là giờ. Còn nếu mà sau ngày thứ nhất rồi thì các bạn có thể là miêu tả ngày thứ hai, ngày thứ ba. Còn nếu ngày thứ nhất thì các bạn sẽ phải miêu tả giờ rồi nhá. Sau sinh. Em thấy đây. Phần này hôm nay cô sẽ giảng cho các bạn về hơi lấn sân ra một chút, tức là khám hậu sản luôn nhé, chứ không phải là nguyên tư vấn về bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ nữa.
vì nó hơi lớn một chút, thì các bạn để khi mà các bạn làm bệnh án hậu sản, các bạn sẽ biết là các bạn sẽ khám những cái gì. Hôm trước thầy chữa bệnh án cô cũng đã nói với các bạn rồi, nhưng mà hôm nay lại nói lại một lần nữa: sản phụ tỉnh, tiếp xúc tốt, hội chứng thiếu máu âm tính, hội chứng nhiễm trùng âm tính. Ngoài khám cái này ra thì còn khám những cái gì các bạn nhỉ? Ở trên sản phụ sau khi sinh thì các bạn khám những cái gì hả các bạn? Sửa chữa vú ra Sú sao? sữa, đúng rồi, Vâng. tức là khám vú đúng không? Khám vú xem là có xuống sữa hay chưa, núm vú có tột hay không, hai bên núm vú có đều hay không, có u cục gì không, đúng không? Ngoài vú ra khám gì nữa nào, từ trên xuống dưới đi, từ trên xuống dưới nào hả? Câu hồi của Co tử hồi tử cung. cung, ok, tử cung, co hồi, co hồi nào, gì nữa nào, trên mẹ nào, Sản dịch ạ. trước trước sản dịch còn lại khám cái gì nữa, nếu mà sản phụ đẻ mổ thì là gì? Vết mổ ạ. Khám vết mổ. Ok, vết mổ, đúng rồi, vết mổ miêu tả chiều dài, sự liền, sự liền của vết mổ, có chảy dịch chảy máu gì hay không, tiếp rồi mới đến gì, sản dịch. Nếu mà những người sản phụ mà người ta đẻ thường thì người ta sẽ có những cái gì? Sản dịch thì miêu tả về số lượng, màu sắc, mùi, đúng không nào? Nếu người ta đẻ thường thì là mình sẽ khám những cái gì? Nếu đẻ thường thì sản phụ hay thường thường được làm gì nữa các bạn nhỉ? Có vết khâu tầm sinh môn. Đúng rồi, vết khâu tầm sinh môn. Còn gì nữa nào? Còn gì nữa? Sản phụ sau sinh thì người ta còn phải làm gì nữa? Âm đạo, đúng không? Âm hộ. Âm đạo này, âm hộ này, các bạn khám xem là âm đạo âm hộ này có còn máu còn dịch hay không? Đúng không? Đấy là cái mà các bạn sẽ khám ở bà mẹ này. Ngoài ra cái triệu chứng cơ năng, đối với những bà mẹ mổ thì chúng ta còn phải miêu tả về triệu chứng đau này, triệu chứng người ta đã trung tiện hay chưa này, có bí tiểu hay không này, đấy người ta đã đi tiểu hay chưa, đấy là những cái mà các bạn sẽ phải khám ở những cái bà mẹ mà khi mà người ta đang mang thai. Xin lỗi các bạn đợi cô một lát vì cái mạng của cô nó không được khỏe cho lắm. Được chưa? Các bạn nhìn thấy bài của cô chưa? Nhìn thấy màn hình rồi ạ. Ừ. Rồi. Nhìn thấy màn hình rồi đúng không? Em nhìn thấy màn hình bệnh án nhỉ. Ừ đúng rồi, màn hình bệnh án ấy. Cô chia sẻ lại. Rồi. Đây là những cái mà chúng ta sẽ khám ở trên một sản phụ nhá. Một trên em bé này thì tỉnh này, da này, da hồng hào, có còn chất gây hay không này. Nhịp tim của em bé là bao nhiêu, bộ phận sinh dục hậu môn bình thường, phản xạ sơ sinh bình thường, em bé này khám vẫn còn bị thiếu. Cái gì nữa nhỉ? Em bé khi mà sinh ra thì quan trọng nhất là gì? Hai động tác gì? Ăn và gì? Ăn và ngủ đúng không? Trong ăn thì các bạn sẽ miêu tả cái gì? Ví dụ như là em bé đã bú sữa ngoài hay đã được bú sữa mẹ hay chưa? Đúng không? Những bà mẹ mà chưa xuống sữa thì sẽ phải ăn sữa ngoài, bú sữa mẹ chẳng hạn này. Ngày bao nhiêu lần này? Đấy, trẻ có quấy khóc hay không này? Quấy khóc này,
Trẻ ngủ một ngày bao nhiêu tiếng này? Tiếp nữa, đó là trẻ đã hiểu phân xu hay chưa, có quan trọng không? Đối với những em bé mà không hiểu, chưa hiểu phân xu thì một là em bé đã hiểu phân xu trong cái thời gian mà chuyển dạ rồi. Thứ hai là có thể gặp trong cái trường hợp mà tắc ruột do phân xu đấy. Các bạn sau này nếu mà các bạn theo theo nhi thì các bạn sẽ biết đến cái bệnh lý này, tức là tắc ruột phân xu ấy. Hoặc là có những em bé nó không có lỗ hậu môn chẳng hạn, thì lúc đấy các bạn phải xem lại khi mà em bé không hiểu phân xu. Đấy, đã hiểu hay chưa? Hiện tại thì phân thế nào? Ví dụ như những em bé mà đã hiểu phân xu rồi thì hiện tại phân của em bé thế nào? Đúng không? Đấy là những cái chúng ta sẽ quan tâm đến em bé. Còn những cái khám này thì là những cái khám mà khi mà em bé sinh ra thì gọi là hình thái thôi. Còn ngoài ra những cái chức năng sinh, những chức năng hàng ngày, ví dụ như là những hoạt động hàng ngày của em bé này, ăn ngủ này, trẻ có quấy khóc hay không này, ỉa phân xu như thế nào này, cũng rất là quan trọng để xem có phát hiện những dị tật bẩm sinh gì hay không. Thì khi mà khám đầy đủ như này thì các bạn sẽ tức là các bạn sẽ hiểu được tất cả những cái mà chúng ta cần được theo dõi bây giờ là cái gì là bình thường, cái gì cần theo dõi tiếp. Từ đây thì mới đưa ra được những cái xét nghiệm cận lâm sàng. Bỏ cái này đi nhá. Đưa ra được những cái xét nghiệm cận lâm sàng mà ví dụ như là hướng điều trị thì sẽ có chăm sóc này, chăm sóc và theo dõi. Hôm trước cô nói các bạn rồi đúng không? Hướng điều trị thì bây giờ cũng sẽ có hai phần. Thứ nhất là chăm sóc, theo dõi mẹ và bé. Thứ hai là về thuốc. Trong cái thuốc này có thể làm thêm một phần nữa trong cái phần này, đó là cái gì nhỉ? Đề nghị cận lâm sàng đối với những cái trường hợp mà có bất thường. Hoặc là đề nghị các xét nghiệm cần làm thêm. Ví dụ như là những bà mẹ mà bị đái tháo đường thai kỳ này, những bà mẹ mà có tiền sản giật này, tiền sản giật nặng ấy, thì chúng ta sẽ phải đề nghị thêm một số những cái cận lâm sàng để theo dõi sau khi sinh nữa. Tùy theo cái bệnh nhân của các bạn có cái gì là các bạn sẽ theo dõi như thế. Vào nội dung chính ngày hôm nay nhé, chúng ta sẽ học về phần tư vấn bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. Tại sao là phải học riêng về một cái mảng này, nó có riêng một bài, bởi vì cái phần này rất là quan trọng mà cũng khá là nhiều nội dung. Các bạn thấy bây giờ đấy, khi mà cái cuộc sống nó đã phát triển hơn rồi thì thấy rằng là các bà mẹ chủ yếu là có thể là nuôi con bằng, có rất nhiều sự lựa chọn để nuôi con, có thể nuôi con bằng sữa bột, sữa ngoài đấy, hoặc là thậm chí bây giờ có các ngân hàng sữa của các bà mẹ để lập ra cho những trường hợp mà những bà mẹ không có sữa mẹ ấy, người ta có thể xin những cái sữa của những bà mẹ khác để cho con bú chẳng hạn. Thì các bạn thấy rằng là Bộ Y tế của chúng ta rất là quan trọng, rất là quan tâm về cái vấn đề là nuôi con bằng sữa mẹ này. Thì cái vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ này là có những phần như thế nào. Thứ nhất là hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ. Nuôi con bằng sữa mẹ là gì? Nuôi con bằng sữa mẹ có nghĩa là chúng ta sẽ cho một em bé bú sữa mẹ hoàn toàn, không ăn, không uống một loại thức ăn nào khác hoặc một loại nước uống nào khác, chỉ ăn bằng sữa mẹ thôi và bú sữa mẹ hoàn toàn trong tất cả các bữa ăn của bé. Sữa mẹ thì được khuyến cáo là cho con bú ít nhất trong vòng 6 tháng đầu. Tại vì sao? Trong sữa mẹ thì có rất là nhiều cái IgA và IgG. Cái kháng thể này thì nó tồn tại trong sữa mẹ nhiều nhất trong 6 tháng đầu. Vậy nên là những đứa em bé mà sinh ra trong 6 tháng đầu ít khi nó bị ốm lắm. Các bạn sẽ thấy những em bé mà nuôi con bằng sữa mẹ ấy, và trong 6 tháng đầu thì gần như là em bé không bao giờ bị ốm. Nuôi con bằng sữa mẹ thì khi mà cho con nuôi khi cho con bú sữa mẹ, người mẹ cần ăn uống như thế nào? Chế độ ăn uống của bà mẹ thì không cần kiêng khem gì. Các bà mẹ thì nên ăn các loại thức ăn có đầy đủ bốn, tức là trong bữa ăn của bà mẹ sẽ đầy đủ bốn nhóm chất: tinh bột này, protein này, lipid này và vitamin. Các chất này đều phải cân bằng. Tinh bột thì sẽ chiếm khoảng 30%, protein 30%, lipid 30% và
vitamin sẽ chiếm khoảng 10%. Đấy là về chế độ ăn của bà mẹ. Và ngoài ra thì bà mẹ không được ăn các loại thức ăn có nhiều mùi, ví dụ như là các thức ăn có nhiều tỏi chẳng hạn này, hoặc là mắm tôm chẳng hạn này, rồi là rau cần tây, tỏi tây, hoặc là sầu riêng chẳng hạn. Đấy là những cái thức ăn nó tạo ra khá là nhiều mùi, nó sẽ làm thay đổi mùi vị ở sữa, trong sữa của em bé. Và em bé khi mà mới sinh ra ấy, thì cái sự nhạy cảm với vị, với mùi vị rất là tốt, thế nên là khi mà có sự thay đổi một chút thôi là em bé cũng có thể bỏ bú rồi. Thế nên là chế độ ăn của bà mẹ thì sẽ không được ăn những cái thức ăn có nhiều mùi. Ngoài ra thì bà mẹ nên ăn theo nhu cầu và sở thích, tức là bà mẹ nên ăn theo, có nhiều bà mẹ bây giờ, có nhiều bà mẹ chồng bây giờ thì sẽ ép các mẹ là ăn, phải ăn là nào là thịt chân giò đúng không, rồi là chân chó hầm, rồi là chân dê hầm. Thức ăn đấy thì từ ngày xưa rồi, các cụ nói rằng là khi mà ăn vào thì rất là nhiều sữa. Tuy nhiên là những thức ăn đấy thực sự rất là giàu dinh dưỡng, tuy nhiên nếu mà sử dụng nhiều quá sẽ gây ra cái ác cảm tâm lý cho bà mẹ, và cái tâm lý của bà mẹ nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái sữa của bà mẹ nhé. Nếu mà bà mẹ bị ức chế trong tâm lý thì cái lượng sữa của bà mẹ cũng sẽ giảm đi. Thì cái phần này tí nữa cô sẽ nói sau về cái tâm lý. Chúng ta tập trung về cái phần chế độ ăn và uống trước đã. Thứ nhất là đầy đủ nhóm chất dinh dưỡng. Thứ hai là hạn chế các thức ăn có mùi. Thứ ba là bà mẹ phải uống đủ nước. Các bạn biết đấy, nguyên liệu của sữa là chủ yếu là nước đúng không? Nếu mà bà mẹ với nhu cầu của chúng ta hàng ngày bây giờ là từ 2 cho đến 3 lít, thì đối với một bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ sẽ phải uống từ 3 cho đến 4 lít. 4 lít nước trên một ngày bao gồm cả các loại canh trong bữa ăn. Và 3 đến 4 lít nước này thì có thể là nước lọc, nước ép trái cây, canh trong bữa ăn, hoặc là các loại nước, gọi là các loại nước lá, nước thảo dược mà trong y học cổ truyền có nói là những cái thuốc lợi, những cái loại bổ sữa đấy, những cái loại lá như là lá chè vàng chẳng hạn này. Đấy, thì cái đây tôi cũng phải cũng cũng có thể là lợi sữa thật. Cái này cô không biết được, cô không rõ lắm về cái tác dụng lợi sữa của nó có thực sự hay không, nhưng cô nghĩ là khi mà đã bổ sung nhiều nước rồi và tâm lý người ta nghĩ rằng là bổ sung cái loại này nó sẽ nhiều sữa thì tự nhiên cơ thể bà mẹ sẽ sinh ra rất là nhiều sữa. Còn cái kia thì cô không kiểm chứng được là nó có thực sự là tạo ra nhiều sữa cho bà mẹ hay không. Tiếp nữa, trong chế độ ăn và chế độ uống của bà mẹ thì bà mẹ sẽ cần bổ sung sắt này và vitamin tổng hợp trong cái quá trình mà nuôi con bằng sữa mẹ. Nếu có điều kiện thì có thể bổ sung thêm canxi nữa. Các bạn biết sự khác nhau giữa sữa bò, tức là sữa bột đấy, và cái sữa của bà mẹ không? Là cái hàm lượng sắt và cái hàm lượng canxi trong sữa bò rất là cao. Tuy nhiên rằng là cái canxi và sắt ở trong sữa bột đấy thì nó lại khó hấp thu hơn so với cái canxi và sắt ở trong sữa mẹ. Vậy nên là người ta khuyến cáo rằng những bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ thì nên bổ sung sắt và canxi trong suốt cái quá trình mà người ta nuôi con bằng sữa mẹ để em bé có thể hấp thu canxi và sắt tối đa. Hơn nữa là sẽ hồi phục sức khỏe cho bà mẹ trong cái sau cái cuộc chuyển dạ mất máu quá nhiều. Đấy là về chế độ ăn và chế độ uống của bà mẹ. Ngoài ra còn cái chế độ nghỉ ngơi của bà mẹ nữa. Những bà mẹ mà sau khi sinh xong ấy được ngủ trên 8 tiếng một ngày thì lúc này người ta thì cái lượng sữa người ta tiết ra rất là nhiều. Không tin các bạn cứ hỏi những cái bà mẹ mà nuôi con bằng sữa mẹ thì các bạn hỏi xem là sau mỗi một lần mà người ta ngủ dậy, tức là ngủ đủ giấc và dậy và người ta thấy sảng khoái ấy, thì cái bầu ngực người ta rất là căng. Bởi vì là khi mà bà mẹ được nghỉ ngơi thì cái oxytocin nó tiết ra rất là nhiều trong cái thời gian mà bà mẹ nghỉ ngơi ấy, thì oxytocin nó tiết ra rất nhiều và giúp cho cái lượng sữa được sản xuất ra nhiều hơn. Chế độ nghỉ ngơi cũng liên quan đến tâm lý nữa. Những bà mẹ mà sau khi sinh xong mà được nghỉ ngơi, tức là trên 8 tiếng, thì cái tâm lý của họ cũng sẽ rất thoải mái. Khi mà họ vui vẻ thì oxytocin được tiết ra rất nhiều. Oxytocin chính là cái hormone mà làm cho chúng ta vui và tức là tạo ra những cái khoái cảm đấy, hưng phấn. Thì khi tiết ra nhiều oxytocin thì cái lượng sữa của bà mẹ ở hai bầu ngực sẽ rất là nhiều.
là về chế độ nghỉ ngơi. Ngoài ra thì vận động thì những bà mẹ có thể vận động nhẹ nhàng. Những bà mẹ mà đẻ thường thì trong vòng 6 tiếng sẽ phải đi lại. Còn những bà mẹ mà đẻ mổ thì trong vòng 12 tiếng các bà mẹ sẽ phải được hướng dẫn đi lại nhẹ nhàng. Có thể là đi từ giường ra nhà vệ sinh, hoặc là ngồi dậy để tự ăn uống, hoặc là đứng dậy để có thể làm những cái sinh hoạt cá nhân, ví dụ như đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, tắm giặt. Đấy là những cái vận động nhẹ nhàng trong những ngày đầu. Ngoài ra thì sau 1 tháng đầu thì bà mẹ có thể tập các bài tập thể dục nhẹ nhàng, các bài tập kettlebell để gọi là gì nhỉ? Săn chắc cái tầng sinh môn của bà mẹ, làm tăng cái sự hồi phục của tầng sinh môn lên ấy. Đấy là về vận động và nghỉ ngơi của bà mẹ. Tiếp theo đó là cái phần cho con bú. Cho con bú thì cho con bú như thế nào? Cho con bú thì chúng ta sẽ cho em bé bú theo nhu cầu. Không có một cái lịch cụ thể nào cả. Nhưng mà người ta thấy rằng như thế này, đối với những cái em bé mà mới sinh ra thì cái dạ dày của nó sẽ nhỏ, chỉ được khoảng bằng cái nắm tay của người lớn thôi. Thế có nghĩa là cái dạ dày của nó sẽ tương đương với khoảng 20 cho đến 30 ml. Và cái lượng đấy thì với cái lượng sữa như thế, mỗi một lần ăn nếu em bé no thì khoảng 2 đến 3 tiếng thì em bé sẽ ăn một lần. Vậy thì đối với những em bé sơ sinh, một ngày em bé sẽ ăn từ mấy lần nhỉ? Các bạn chia ra nếu 2 đến 3 tiếng ăn một lần thì một ngày em bé sẽ ăn mấy lần? 12 lần nữa. Một ngày em bé sẽ ăn 8 từ, lần. Tám đến 10. đúng rồi, 8 đến 10 lần. 8 đến 10 lần mà em bé sẽ ăn khoảng 2 đến 3 tiếng thì em bé sẽ ăn một lần. Đó là về chế độ ăn của em bé trong những tháng đầu, à trong 1 tháng đầu. Còn sau khi mà em bé lớn hơn thì lúc này kích thước dạ dày còn lớn hơn. Các bạn sẽ phải cho em bé ăn theo nhu cầu của em bé, tức là em bé muốn ăn lúc nào em bé sẽ ăn. Cô lưu ý một chút nữa, trong những cái trường hợp mà em bé mới sinh nhé, thì trong những ngày đầu, có thể là 1 2 ngày đầu, em bé sẽ cứ ngủ ly bì và em bé sẽ không dậy ăn. Thường thì rằng là trong cái ngày đầu tiên cái nhu cầu năng lượng của em bé sẽ ít hơn, bởi vì là nó vẫn còn cái lượng năng lượng dự trữ truyền từ sau thai, trong khi mà em bé đang nằm ở trong bụng mẹ thì cái lượng năng lượng mà mẹ truyền cho con qua sau thai nó vẫn còn. Nên trong 1 ngày đầu, thông thường 1 2 ngày đầu thì thường là em bé sẽ không có nhu cầu ăn mấy, không có nhu cầu ăn nhiều, em bé chỉ ngủ thôi. Các bạn cũng không quá lo lắng về cái vấn đề là em bé không bú trong 1 2 ngày đầu. Ngoài ngoài ra thì không, nếu ngoài 1 đến 2 ngày đầu mà em bé vẫn còn ngủ, em bé không ăn thì chúng ta sẽ phải đánh thức em bé dậy. Từ 2 cho đến 3 tiếng chúng ta sẽ đánh thức em bé dậy để cho em bé ăn. Nếu chúng ta không đánh thức em bé dậy thì nó sẽ gây ra cái nguy cơ hạ đường huyết của những em bé này. Cho em bé ăn theo nhu cầu là gì? Cho em bé ăn theo nhu cầu nghĩa là khi em bé đói thì chúng ta sẽ cho em bé bú. Em bé đói thì sẽ có những cái phản xạ, ví dụ như là cái này học được học trong tiền lâm sàng rồi nhá, tôi sẽ nhắc lại các bạn thôi. Em bé sẽ liếm môi này, sẽ quay đầu nhiều lần này để tìm, tức là để tìm về cái hướng mà có mùi vú mẹ này. Em bé sẽ khóc này, sẽ nắm tay rất là chặt này. Đấy, đấy là những cái biểu hiện mà khi em bé đói thì em bé sẽ phát ra những cái tín hiệu này. Nếu bà mẹ không phát hiện ra những cái tín hiệu khi mà em bé đói thì em bé sẽ bị đói quá mức, và lúc này em bé sẽ trở nên cáu gắt. Đôi khi em bé cáu gắt và em bé chúng ta mới cho ăn thì em bé sẽ không ăn nữa. Vậy nên chúng ta sẽ phải hướng dẫn cho bà mẹ cách phát hiện ra những cái dấu hiệu em bé đói để cho em bé bú đúng lúc. Khi mà cho em bé bú thì tư thế của chúng ta như thế nào? Tư thế của chúng ta bao giờ cũng là bế, có những cái tư thế có thể là nằm này, cho em bé bú nằm này, em bé bú ngồi này, hoặc là cho em bé bú tư thế nửa nằm nửa ngồi. Đấy là ba cái tư thế mà chúng ta hay gặp nhất. Thì dù ở tư thế nào đi chăng nữa thì em bé cũng sẽ phải đặt ở cái tư thế thẳng, ba điểm thẳng. Thứ nhất là đầu của em bé, thứ hai là lưng của em bé, và thứ ba là mông của em bé. Ba cái điểm này thì lúc nào cũng sẽ phải thẳng hàng, thì làm cho em bé sẽ đỡ đỡ bị mỏi người khi mà bố mẹ.
Động tác bú của em bé cũng là một cái động tác, tức là giống như chúng ta làm việc mệt mỏi thì em bé làm việc lao động bằng việc là bú. Vậy nên nó cũng sẽ làm tiêu hao năng lượng của em bé. Nếu chúng ta không đưa cho em bé cái tư thế, không cho em bé cái tư thế thoải mái thì em bé sẽ không không bú được tối đa cái mức mà em bé muốn. Và khi mà cho em bé bú thì chúng ta sẽ cho em bé bú lần lượt từng bên một. Ví dụ như là lần trước chúng ta đã cho em bé bú bên trái rồi thì lần sau chúng ta sẽ cho em bé bú bên phải. Khi mà cho em bé bú thì trong sách bao giờ có một cái câu kinh điển, tức là bú hết vú bên này rồi mới cho bú vú bên kia. Như cô vừa nói với các bạn đấy, cái dạ dày của em bé nó chỉ có 20 đến 30 ml thôi. Còn những bà mẹ mà sau khi sinh xong thì cái vú của người ta to bằng quả bưởi các bạn ạ. Một em bé làm sao mà bú được hết một lượt bằng đấy sữa được. Thế thì bây giờ hiện nay có cái cách nào? Chúng ta có thể vắt sữa ra bên ngoài để dự trữ sữa. Sau này khi mà bà mẹ đi làm, có thể đấy là cái nguồn sữa cho em bé uống. Nó sẽ giúp chúng ta về cái mặt kinh tế. Thứ hai nữa đó là chúng ta có thể vắt ra ngoài. Trong những trường hợp mà chúng ta không muốn trữ lại sữa. Thứ ba nữa là có thể là nhờ, tức là nhờ nhờ chồng ấy, nhờ chồng nếu không có máy hút hoặc là vắt bằng tay để chúng ta bỏ sữa ra ngoài để vắt vắt kiệt cái sữa đi. Tại vì sao mà chúng ta lại phải bú hết, cho em bé bú hết vú bên này rồi mới sang bú vú bên kia? Khi mà cái cơ chế tạo sữa ấy, nó là như thế này. Khi mà tạo sữa thì tất cả các ống dẫn sữa đều rỗng. Lúc này ở trên đồ thị của chúng ta sẽ phát ra tín hiệu là các ống sữa đã rỗng rồi. Vậy thì phải tạo ra thật nhiều sữa để căng đầy những cái ống dẫn sữa ấy đi. Nếu em bé bú hết thì nó sẽ lại rỗng những cái ống dẫn sữa đấy và lại tiếp tục tạo ra sữa tiếp. Còn nếu mà chúng ta cho em bé bú xong, em bé bú không hết cái bầu vú đấy mà chúng ta không vắt đi, cái lượng sữa tồn đọng lại ở bên trong ngực của bà mẹ lúc này sẽ phát tín hiệu lên trên đồ thị nói rằng là như thế này là thừa, tạo ra như thế này là thừa, lần sau không được tạo ra nhiều như thế nữa. Và thế là dần dần cái lượng sữa của bà mẹ tạo ra nó sẽ bị ít đi. Khi mà cái lượng sữa nó ít đi trong những tháng đầu, 1 2 tháng đầu thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến em bé. Tuy nhiên bắt đầu từ tháng thứ 3 trở đi, lúc này cái nhu cầu sữa của em bé tăng dần lên thì bầu ngực của bà mẹ lại không đáp ứng được cái nhu cầu bú sữa của em bé nữa. Vậy nên là để bảo vệ cái nguồn sữa của bà mẹ thì sau khi mà em bé bú xong, chúng ta sẽ phải hướng dẫn cho bà mẹ cái động tác là vắt bỏ sữa, để vắt vắt bỏ sữa kiệt ở cái bên mà em bé vừa bú xong. Hoặc là có một cái động tác nữa để bảo, tức là để cân bằng cái vú hai bên, là chúng ta có thể là cho em bé bú ở vú bên phải, còn vú bên trái thì có thể kết hợp động tác là hút sữa song song. Song song khi em bé vừa bú bú bên trái, còn chúng ta sẽ vắt sữa ở bên phải thì nó sẽ tạo ra cái lượng sữa đều hơn ở hai bên trái và bên phải. Một cái tác dụng nữa của việc vắt sữa ra bên ngoài đó là khi mà vắt sữa ra bên ngoài như thế, chúng ta sẽ làm giảm cái tình trạng tắc tia sữa của bà mẹ đi. Dĩ nhiên là tắc tia sữa thì là sẽ là do cơ địa rồi. Các bạn hiểu là một cái ống dẫn ở bên trong tuyến vú của người phụ nữ ấy, thì nó cũng giống như những cái dây dây bơm nước thôi. Nếu mà cái dây đấy nó gập, tức là theo cái cơ địa của người phụ nữ, cái dây đấy nó gập thì nó sẽ lại tắc trở lại. Tuy nhiên là trong những cái trường hợp mà người ta vắt sữa đi ấy, thì cái lượng nó sẽ không có cái lượng sữa tồn đọng ở bên trong. Và cái lượng sữa tồn đọng này, nếu mà chúng ta cho sản phụ ăn cái chế độ ăn mà nhìn giàu chất béo ấy, thì bà mẹ rất dễ bị tắc tia sữa do rằng là những cái phân tử lipid này nó đông vón lại, nó tạo ra cái tình trạng tắc tia sữa. Vậy nên là chúng ta nên hướng dẫn cho các bà mẹ phải vắt kiệt sữa sau khi em bé bú ra bên ngoài. Khi em bé bú xong, rồi nói thêm về động tác cho em bé, động tác bắt vú của em bé nữa. Khi mà cho em bé vú thì bao giờ bà mẹ cũng đưa cái bầu vú vào cái phần môi dưới của em bé, tức là chạm cái đầu vú vào cái môi dưới của em bé, chờ khi em bé há miệng to ra
thì mới đưa núm vú vào sâu bên trong miệng của em bé. Và động tác bắt vú đúng đó là em bé, chúng ta sẽ nhìn thấy em bé ngậm hết cái quầng thâm ở đầu vú của bà mẹ. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ không nhìn thấy cái môi dưới, à cái môi dưới nó sẽ chề ra. Cái môi dưới nó sẽ chề ra. Và khi em bé mút mút thì hai cái má của em bé sẽ lõm vào và chúng ta sẽ nghe cái tiếng chóp chép khi em bé nuốt sữa. Thì đấy là cái động tác mà em bé đã bắt và ngậm núm vú đúng cách. Khi em bé ngậm và bắt núm vú đúng cách thì em bé sẽ tận dụng tối đa được cái động tác mút để mút được một lượng sữa lớn. Thứ hai nữa là không làm cho bà mẹ bị nứt cái núm vú, mà trong dân gian các mẹ hay gọi là nứt cổ gà đấy các bạn ạ. Vậy nên là chúng ta sẽ phải hướng dẫn cho các bà mẹ cho con ngậm bắt vú đúng cách. Nhưng mà có một cái cô thấy nó rất là buồn cười, tức là sau này các bạn, nếu các bạn làm sản hoặc các bạn đi spa, các bạn sẽ thấy rất nhiều những sản phụ người ta có cái quầng thâm vú rất là to. Thế thì làm sao mà em bé của các bạn ngậm hết được cái quầng thâm vú đấy? Vậy nên là cái quầng thâm vú thì nó chỉ là một cái gọi là hơi lý thuyết thôi, chứ còn trên thực tế lâm sàng các bạn sẽ thấy nó cũng hơi khác một chút đấy nhé. Trước khi mà cho em bé bú thì sẽ có hai quan điểm, tức là người ta sẽ chia ra làm hai quan điểm. Một là người ta hướng dẫn cho bà mẹ là lau sạch vú đi rồi mới cho em bé bú. Quan điểm thứ hai đó là không lau sạch vú mà sẽ cho em bé bú trực tiếp luôn. Không có một cái sách nào sẽ hướng dẫn cho các bạn là phải lau sạch vú hay là cho em bé bú trực tiếp luôn, và người ta chỉ đưa ra những quan điểm đấy thôi, tùy theo quan điểm của các bạn, tức là các bạn thấy cái nào đúng thì các bạn theo. Những người mà người ta nói rằng là lau sạch vú trước khi cho em bé bú cũng đúng, bởi vì là lau sạch vú đi thì những cái gọi là vi khuẩn rồi là nấm chẳng may bị nhiễm trong quá trình lần trước mà em bé bú, bởi vì cái sữa mẹ nó chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng mà, nên nó cũng là một cái môi trường thuận lợi cho những cái con vi khuẩn rồi là nấm virus nó phát triển. Vậy nên chúng ta nên lau đi trước khi mà cho em bé bú. Còn quan điểm thứ hai đó là cái quan điểm mà không lau đầu vú cho em bé bú, thì người ta nói rằng là không cần phải lau, bởi vì là trong sữa mẹ đã có chứa rất nhiều các kháng thể rồi, thì những kháng thể này nó cũng sẽ tiêu diệt khi mà em bé nuốt phải vi khuẩn virus. Thứ hai nữa là nếu mà những cái vi khuẩn virus này nó vẫn có thể tồn tại trong đường tiêu hóa của em bé thì nó sẽ bổ sung thêm cái gọi là hệ sinh thái vi khuẩn đường tiêu hóa cho em bé, giúp em bé hoàn thiện hệ tiêu hóa tốt hơn, tiêu hóa sữa tốt hơn. Đấy, đấy là hai cái quan điểm về việc là cho em bé bú, trước khi cho em bé bú thì có nên lau hay không. Tiếp theo là về dấu hiệu em bé bú no. Thông thường những em bé bú no thì sẽ bú từ khoảng 15 cho đến 20 phút. Và những em bé sau khi bú no xong thì sẽ có biểu hiện là mắt đờ ra này. Thứ hai là bàn tay sẽ mở. Có thể là em bé sẽ nằm ngủ gục ở trên vú mẹ. Và nếu em bé không ngủ thì em bé sẽ chơi và không không khóc. Đấy là những cái dấu hiệu mà em bé đã bú no rồi. Những trường hợp mà bà mẹ chưa có sữa mẹ thì sao? Những trường hợp mà bà mẹ chưa có sữa mẹ, trong những ngày đầu, thông thường những bà mẹ đẻ thường thì sẽ cho bú khoảng 3 cho đến 4 ngày là sữa sẽ về. Còn những bà mẹ đẻ thường à đẻ mổ, tức là đặc biệt là những người mà mổ chủ động nữa thì sữa sẽ về muộn hơn, từ 5 cho đến 6 ngày sữa mới về. Vậy trong quá trình đấy thì chúng ta sẽ phải làm gì để sữa về sớm hơn? Thứ nhất là massage. Cái massage này thì các bạn điều dưỡng sẽ được học, còn các bạn thì không được học về cái này đâu. Các bạn chỉ biết là massage vú thì sẽ giúp cho sữa sẽ về nhanh hơn thôi. Thứ hai nữa đó là có thể sử dụng các loại máy hút để kích sữa về. Máy hút tốt nhất đó chính là em bé, tức là trước khi mà các bạn cho em bé bú thì các bạn sẽ à trước khi mà các bạn hút sữa thì các bạn sẽ cho em bé bú, thì cái động tác bú của em bé nó sẽ kích thích cái sự tiết sữa của bà mẹ. Tiếp nữa đó là cho bà mẹ uống thật nhiều nước. Nước là nguồn nguyên liệu, nếu chúng ta không bổ sung nước thì sẽ không thể tạo ra sữa cho bà mẹ được. Thứ tư đó chính là việc
việc giữ gìn tâm lý cho bà mẹ, tức là tâm trạng của bà mẹ lúc nào cũng phải thoải mái thì mới có thể tiết sữa về sớm. Có rất nhiều bà mẹ sau khi sinh xong mà không có sữa thì người ta sẽ lo lắng, người ta lo lắng là tại sao bây giờ người ta vẫn chưa có sữa, thì nhìn có thể là nhìn thấy cái giường bên cạnh bà mẹ bên kia thì đã có sữa về rồi, ào ạt à, thì nuôi con rồi mà mình vẫn chưa có sữa, thế là tạo ra cái tâm lý stress. Hoặc là cái cuộc sống của bà mẹ sau khi mà sinh con xong thì nó bị đảo lộn. Trước đây thì thức đến 11, 12 giờ đêm để xem TikTok, để xem Facebook, đúng không? Bây giờ thì đẻ xong thì rất là mệt mỏi, rồi là con khóc, rồi phải cho con ăn, vệ sinh cho con. Những cái nội tiết sau khi sinh xong thì nó dễ làm cho bà mẹ dễ bị cáu gắt hơn, trầm cảm và suy nghĩ nhiều hơn, tự ti về ngoại hình của mình. Rồi là việc chăm sóc của chồng, ví dụ như là bao giờ người ta cũng sẽ nhạy cảm hơn, người ta rất là muốn chồng của mình chăm sóc con cùng với mình chẳng hạn. Thế nhưng mà chồng thì đi làm tối ngày, không có quan tâm gì cả, để một mình ở nhà với lại mẹ chồng, hoặc là một mình ở nhà xoay sở với con chẳng hạn, thì nó tạo ra những cái yếu tố tâm lý stress cho người ta rất nhiều. Người ta rất khó để có cái nguồn sữa, thậm chí là có những bà mẹ đã có sữa rồi sau đó thì tắt sữa luôn cũng do cái nguyên nhân tâm lý này. Tiếp theo đó là việc nghỉ ngơi, nghỉ ngơi để bà mẹ khỏe mạnh về cả tâm lý và thể chất. Phải ngủ đủ giấc thì bà mẹ mới có thể có thai à, có sữa sớm được. Đấy là về vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ. Ngoài ra thì trong cái nuôi con bằng sữa mẹ này, các bạn sẽ gặp một số những cái trường hợp bà mẹ bị HIV hoặc là bà mẹ bị viêm gan B. Trong những cái trường hợp này thì không nên, tức là các bà mẹ không nên cho con nuôi con bằng sữa mẹ. Nếu như bà mẹ bà bị viêm gan B ấy, là em bé được tiêm viêm gan B này, được uống immunoglobulin này, xét nghiệm viêm gan B thể ẩn, hoặc là cái nồng độ HBV DNA nó thấp dưới 1.000 copia, thì chúng ta có thể cho hướng dẫn cho bà mẹ cho con bú như bình thường. Tuy nhiên vẫn phải kiểm tra, tức là phải thường xuyên kiểm tra về cái nồng độ virus viêm gan B trong máu của bà mẹ. Nếu nồng độ cao thì chúng ta sẽ không cho bà không không để cho bà mẹ cho con bú, bởi vì là khi mà em bé bú thì như vừa nãy cô vừa nói các bạn đấy, nó có thể gây ra cái tình trạng nứt cổ gà, lợi và miệng của em bé nó có thể nứt, và đó là một cái đường lây truyền viêm gan B, HIV từ mẹ sang con khi cho con bú. Thứ hai nữa là những bà mẹ bị HIV thì tuyệt đối không nuôi con bằng sữa mẹ, mà sẽ nuôi con bằng sữa ngoài hoàn toàn, không có vắt sữa, bởi vì là khi mà vắt sữa chúng ta cũng không đảm bảo được cái động tác của chúng ta nó có không không bị làm tổn thương đến cái núm vú của bà mẹ hay không. Đó là về việc nuôi con bằng sữa mẹ. Nếu có thể nói nghĩ là cái gì đấy là tất cả những cái về nuôi con bằng sữa mẹ, nội dung về nuôi con bằng sữa mẹ mà chúng ta cần phải học và tư vấn được cho bệnh nhân. Tiếp theo là chúng ta chuyển sang nội dung khác. Trong nội dung này các bạn sẽ hỏi, có hỏi cô gì không? Còn 7 phút nữa chúng ta sẽ kết thúc cái cuộc gọi này rồi, nên cô sẽ chuyển sang một cái link mới nhá. Cô chuyển sang một cái link mới mà chúng ta sẽ vào, và chúng ta chuyển sang nội dung khác nhá. Vâng ạ. Vâng ạ.